Colonel Troutman blamed himself for what Rambo did to the cops in Washington. But it was Rambo who went to jail, so Troutman pulled strings. John, I'm sorry they sent you to such a hellhole. Bây giờ mới được hút điếu thuốc. Mẹ bị kẹt ở đây vài giờ. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Sao tao chẳng bao giờ may mắn với con điếm nào cả? Mẹ bị kẹt ở đây vài giờ. Tôi ghét phải chờ đợi. Giá có thêm nhiều hành động. Quan sát và cảnh giác mẹ ạ. Điếm nào cả. Chẳng có thằng nào đến đây bao giờ cả. Mày có nhìn thấy con điếm ở với thằng sĩ quan kia không? Thank you.
An lúc đi tuần tra. Từ ghét phải chờ đợi, giá có thêm nhiều hành động.
done.